À, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì ngày hôm nay thì mình làm một video, nói chung là nó khác so với những cái video thường ngày, và có thể nói là khác so với tất cả những cái video mình đã từng làm ở trên kênh YouTube Nông Dân Làm Giàu. Tại vì hôm nay trại bồ câu Minh Dũng sẽ phát bồ câu miễn phí cho những cái bà con nông dân. Tại vì trước đó thì trại bồ câu Minh Dũng đã từng đi rất là nhiều địa phương trong cả nước, đúng không anh? Thì mình đã từng gặp rất nhiều những cái cuộc sống khó khăn này, thì họ muốn phát triển kinh tế nhưng mà thực ra họ nhất là họ khó khăn về kinh tế thì rất là khó khăn. Và hôm nay trại mình đã là phát khoảng gần 1.000 cặp bồ câu cho 90 hộ gia đình. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ một số thông tin là xuất phát từ đâu anh lại làm công việc này không? Thì ngày hôm nay thì nó là một cái sự việc chẳng đáng đừng thôi các bạn ạ. Thì cái nội dung ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái việc mà trao bồ câu miễn phí vào giữa tháng 7. Thì cái việc trao bồ câu miễn phí vào tháng 7 thì nó được diễn ra 10 năm nay rồi, nhưng mà do năm nay đại dịch Covid-19 á, thì nó khiến thay đổi, mọi người thay đổi những cái thói quen sinh hoạt cũng như là cái việc đi lại cũng như là tập trung đông người. Thì chính vì ngày hôm nay mình làm một cái video để mình xin phép tất cả anh em cũng như là mình thông báo đối với mọi người, đó là cái việc mà trao bồ câu miễn phí vào năm nay 1.000 cặp á, thì nó sẽ được rời vào cuối năm mọi người nhé. Thì như các bạn cũng có thể thấy trên bên cạnh cái hình của mình đang trò chuyện với các bạn, đó là cái video năm ngoái trại bồ câu của mình trao 1.000 cặp bồ câu cho những hộ nông dân nghèo. Thì nói chung là nó mang lại rất là những cái nhiều những cái lợi ích cho những cái người được chăn nuôi. Thì bây giờ mình có thể theo dõi lại một chút xíu để có gì mọi người nắm thêm thông tin này. Chim bồ câu này kia đủ thứ vân vân, nói chung là thoát nghèo nhiều lắm. Vậy thì bây giờ là những cái người họ tìm đến đây để nhận bồ câu như nào thì các bạn hãy dẫn ngay sau đây nhé. Vâng, thưa quý vị, thì hôm nay trại bồ câu Minh Dũng đã chuẩn bị những cái bước cơ bản nhất để có thể tiến hành trao bồ câu miễn phí cho những người nông dân nuôi. Thì đây, trại Minh Dũng đang trao cho hai hộ nông dân ở Bình Dương. Và trước đó thì những cái này đã lên YouTube của kênh Nông Dân Làm Giàu đăng ký. Và họ rất là khao khát muốn nuôi bồ câu để làm giàu. Tại vì trại Minh Dũng thì được xem là một trong những trại bồ câu lớn nhất ở khu vực miền Nam, và nói chung là cả nước luôn. Thì trại bồ câu Minh Dũng là thuộc trại bồ câu rất là lớn. Và ngày hôm nay thì tụi mình là tiến hành trao bồ câu miễn phí cho bà con. Và đây là những hình ảnh mà mình ghi lại được tại trại đây. Thì các bạn có thể thấy là ngay từ sáng sớm, bây giờ là 7 giờ sáng, và những người nông dân đã bắt đầu có mặt tại trại để có thể nhận giống miễn phí. Và khi mà tới trại thì họ có thể lựa những cái giống mà họ ưa thích, giống như là Thái hoặc là Pháp. Đây. Đấy, mọi người có thể thấy là vào cứ ngày 15 tháng 7 hàng năm á, thì trại bồ câu của mình sẽ cho khoảng 1.000 cặp. Thì cái số họ hộ gia đình thì dao động khoảng 90-120 hộ đấy. Thì nó cũng trị giá của cặp bồ câu hiện tại thì nó cũng hơn 500 triệu rồi. Vì là những người thì, mà mới khởi đầu nuôi bồ câu, có thể nói đây là một cái công việc hết sức là nghĩa tình đối với trại của mình. Chưa có kinh nghiệm là điều dễ hoạt động được gần khoảng 20 năm mà mình đã làm được công việc nghĩa tình này gần được 10 năm rồi. Năm nay là năm thứ 11 này. Thì nó gặp phải một cái như thế nào để chăm sóc bồ câu. Cái việc có thể nói là chặng đặng đừng thôi. Đó là cái việc mà đại dịch Covid-19 nó xuất hiện như vậy. Thì nó khiến con người ta trao đảo vào ngành kinh tế cũng như là cái việc tụ tập của mọi người. Thực ra là ở Bình Dương, cái mức độ mà lây nhiễm cũng như là cái số ca bị nhiễm, số ca mà Covid-19 là chưa có các bạn. Đồng Nai thì trước đó thì cái việc mà mình phòng ngừa tránh tụ tập đông người nó là một cái giải pháp cũng như là hòa chung cái việc mà để cùng chính quyền chống Covid-19 thôi. Thì chính vì vậy nên cái hoạt động hôm nay thì mình cũng xin phép được rời vào cuối năm đấy. Thì nói chung là mình chỉ rời ngày lại các bạn ạ, chứ mình không có hủy luôn cái việc trao bồ câu này.
có thể nói là cái việc những người trước đó thì mình đã nhận được bồ câu của mình thì họ có những cái phát triển kinh tế rất là hay. À thì anh thấy cái việc nuôi bồ câu để phát triển kinh tế thì nó như thế nào anh? À trước đó thì anh có mua 100 cặp ở trại Minh Dũng. À về thì thấy cái chất lượng bồ câu nó như nào anh? Thấy nó cũng được, nó hiệu quả thì anh mới 2 tháng mấy 3 tháng mà anh tách ra được 50 đấy. Mọi người có thể thấy là cái việc trao bồ câu ở trại của mình nhé, hình ảnh ở trại mình cho như nào là nó chân thực nào luôn. Mọi người có thể thấy trên video, đó là video năm ngoái các bạn nhé. Thì mình là người trực tiếp làm video, thì mình đây các bạn có thể thấy giọng của mình. Nói chung là nhìn lại những hình ảnh này thì nó cũng rất là thú vị. Trước đó thì như thế nào là mình biết được anh Dũng là người bán bồ câu? Rất nhiều anh em năm ngoái nhận được bồ câu của mình thì bây giờ họ cũng phát triển kinh tế rất là vững chắc các bạn. Tại vì trại bồ câu của mình như mình đã hay nói trao đổi các bạn là trước đó là mình coi YouTube và thấy hỗ trợ đầu ra, bao đầu ra cho mọi người nuôi luôn. Mua bồ câu và hôm nay là mình là một trong những cái người nông dân được phát. Các bạn thì thấy đó là trại bồ câu của mình trao bồ câu thì đó là loại bồ câu ti đang hái siêu thị, loại bồ câu mà nó chất lượng nhất hiện nay và nó mang lại cái giá trị hiệu quả kinh tế nó là cao nhất hiện nay rồi. Thì khi mà những cái hộ nông dân mà nhận được bồ câu nuôi thì về họ mình sẽ chỉ cho cách làm sao để chim nó phát triển nhanh nào, được cũng như là nông dân mà bồ câu ra ngày bao nhiêu ngày để mình thu, cũng như là cho chim bồ câu ăn những cái loại thức ăn gì để nhanh phát triển, để cũng như là đặc biệt là chim bồ câu Thái trại mình là không bị bệnh mọi người nhé. Mọi người mua về hoặc là mọi người bắt về nuôi ở những cái điều kiện khí hậu nó làm sao đó nó bị bệnh này nọ thôi, chứ khi mà chim bồ câu của mình các bạn để thấy trao cho bà con nông dân hoặc mọi người có thể đến thẳng trại mình luôn, chim bồ câu của trại mình rất khỏe. Và đây nha các bạn, đây là có thể là do mọi người thứ nhất là như mình đã làm video rất nhiều rồi, đó là nguồn thức ăn. Và đây là giống bạn biết nhiều khi họ ngâm mình có làm một clip về cái dòng đi hoặc là bảo quản đấy, chất bảo quản thì chim bồ câu ăn rất dễ bị bệnh, nên mọi người khi mọi người không có ba con bồ câu đấy đảm bảo được cái lượng đầu vào thức ăn cho chim bồ câu thì nó sẽ bị bệnh hơn. Trong này thì chim bồ câu hiện tại là ở trại của mình mới giống Thái này là 100% nó là rất là khoảng chục ngày nữa thì những con bồ câu đặc biệt là không bị bệnh đấy, có thể bán được lựa sẵn rồi. Và bây giờ là nhiệm vụ là giao cho nông dân. Thưa các bạn, đây là những cái chuồng bồ câu đã được lựa sẵn để có thể trao cho những nông dân đã đăng ký trước đó. Đây là cận cảnh trại bồ câu Minh Dũng đang chuẩn bị trao giống cho bà con đây. Thì những cái giống ở trong những cái lồng như thế này thì đã được trại bồ câu Minh Dũng tuyển chọn rất là kỹ. Và ngày hôm nay thì trại Minh Dũng lựa một ngày tốt để có thể trao cho những người nông dân. Và dự kiến thì trại bồ câu Minh Dũng trao khoảng vài trăm cặp đến 1.000 cặp cho những cái hộ nông dân mà đã đăng ký ở đây. Đấy, thì nói chung là video hôm nay của mình chỉ mong muốn là truyền tải một cái thông điệp, đó là cũng như là thông tin đến mọi người, đó là trại bồ câu của mình kênh nông dân làm giàu chia sẻ chút cái thông tin năm nay cá nhân của vẫn mình sẽ trao tặng bồ câu cho mọi người, nhưng mà giờ chưa anh? Vào một dịp khác khi mà đại dịch Covid-19 nó được kiểm soát, cũng như là cái việc đi lại của mọi người được thoải mái hơn. Mọi người anh tiếp cận được cái thông tin mà anh Minh Dũng có không phải cho bồ câu ở cái nguồn nào nhỉ? Bó buộc quá ở những nơi tập trung đông người, mọi người di chuyển thoải mái, cũng như là cái Việt Nam của chúng ta chiến thắng đại dịch. Có thể nói là cái hành động mà rời lại một cái ngày khác ở trại mình trong việc trao tặng bồ câu á, nó là nó hòa chung vào cái việc đó là cùng chính quyền, cùng đất nước chống lại đại dịch Covid-19. Thì video hôm nay của mình thì cũng xin tạm dừng ở đây. Thì mình cũng hy vọng mọi người thông cảm cho trại bồ câu của mình với một cái sự việc phải nói là chẳng đáng đừng này. Thì hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ mình ở những video, những nội dung tiếp theo
và đặc biệt là tiếp tục ủng hộ trại của mình trong những cái chặng đường phát triển sắp tới. Xin chào tạm biệt mọi người.